Hello các bạn nha. Bữa nay tụi mình vô Nghĩa Địa phần 11 nha các bạn. Ê, đứa nào mang dép vậy? Út mang dép hả? Dạ. Còn ai mang dép nữa? Con. Ê, mang dép xong rồi mấy đứa đi vào đây đạp vào đất ở trong Nghĩa Địa xong đem về nhà đó nghe. Bỏ dép lại. Con đem. Bỏ dép lại nhanh lên. Ui. Ghê quá. Hù cái gì thật á, mấy đứa mang đất ở Nghĩa Địa về nhà đó. Bỏ dép lại. Ừ, rụt dép vô. Đi vô Nghĩa Địa mà mang dép rồi dính đất đem về nhà rồi sao? Là mấy đứa đưa người ta về nhà đó. Hello. Xin chào tất cả các bạn. À, các bạn biết tên mà mình đang ở đâu không? Nghĩa Địa. Ủa, đang hỏi khán giả mà. Ủa? Thôi lỡ khai rồi, khai luôn các bạn ơi. Tên bọn mình đang ở Nghĩa Địa nha các bạn. Trước mặt bọn mình là Nghĩa Địa nha. Và chỉ cách một cái cây ở dưới sông. Bọn mình đang đứng trên cây cầu. Cây cầu, ê té chú. Cây cầu ở sông nha các bạn. Đây để mình quay cam trước cho các bạn xem nè. Đây nha mọi người, cây cầu bọn mình đang đứng đây nha. Là khi bọn mình đi qua bên đây, là phía bên đây là Nghĩa Địa nha. Bữa nay tên bọn mình sẽ thực hiện cái thử thách là 11. Ủa, phần 11 nha mọi người. Thực hiện cái phần 11. Ủa, có bà cô mà. Phải cả người. Sao điện giờ này có người ở trong Nghĩa Địa ta? Ta bé rau. Phải không? Thì bây giờ tem bọn mình sẽ làm một cái thử thách là đi vào trong Nghĩa Địa để quay phần 11 cho tất cả khán giả xem. Bởi vì khán giả yêu cầu rất là nhiều. Bữa nay cái thử thách của bọn mình sẽ là ai sẽ là người ở lại lâu nhất trong Nghĩa Địa và cũng sẽ thi kể chuyện ma ở trong Nghĩa Địa. Ôi, kể chuyện ma, mỗi bạn sẽ phải kể một câu chuyện ma, một câu chuyện ma sự thật mà mình biết được hoặc là mình được từng nghe người lớn kể. Ôi, cái gì vậy Vũ? Ôi, Vũ bị gì vậy? Rồi thôi bây giờ let's go nha các bạn ơi. Đây từ, ê từ từ nha mấy đứa ơi, coi chừng, ê đừng lắc cái cầu, té chú. Đứa nào lắc vậy, ê. Đừng té lắc coi, té bây giờ nè, để chú đi qua trước cho chú kiếm đường nha. Đừng lắc nha, chú đang cầm điện thoại quay á, té. Té ướt điện thoại chú á. Không ai lắc mà sao thì cầu lắc, kìa. Đâu phải, xạo, đứa nào xạo không. Bây giờ mấy đứa muốn nhát chú, muốn hù chú đúng không. Một hồi chú vô chú hù khóc rồi đừng có mà nói nha, đó đứa nào hả. Dám chôn chú hồi nó vô rồi biết cái cảnh nha. Đừng có lắc té bây giờ. Đứa nào nó lắc hoài trời. Ôi các bạn ơi. Các bạn ơi à, tại vì cái cây cầu nó bị chìm ở dưới nước. Cho nên là mình. Đừng có lắc coi. Đứa nào lắc vậy. Cái gì. Là làm sao. Thì có, nặng một bên hả. Nặng một bên thì con cá. Vậy là không đều đúng không? Ôi nhém té rồi. Ôi té. Khoan từ. Anh em ơi cứu. Rồi qua đây qua đây. Mình qua thành công rồi nha các bạn. Không thấy cây cầu để đi luôn. Đi bằng cảm tính nha các bạn. Không có kéo á. Nãy đứa nào gung chú. Tự lên đi. Không. Đây, thôi chú kéo mày. Thôi để chú cầm gà cho. Cầm con gà. Cầm con gà nha các bạn. Bữa nay bọn mình ăn. Bữa nay bọn mình đi vô đây ăn gà quay nha mọi người. Có gà quay cho mấy bạn nhỏ ăn luôn nha. Đi. Rồi đi các bạn. Các bạn đi trước đi. Mình ở sau để mình quay. Này, chú. Chỗ đó có chỗ mát. Vì mình kiểm soát các bạn để mất công các bạn thất lạc. Đi vô cái chỗ hôm bữa mình ngồi á. Chỗ đó có mát á, nó có cái chòi đi. Đâu Út biết đường à. Đường nào. Đường nào. Hôm bữa mình sinh tồn ở trong đó. Ủa bữa mình đi với thằng. Bữa mình đi với lại bạn. Bạn không bạn. Bạn. Bữa mình đi với ai nè. Mình sinh tồn 24 giờ trong đây nè. Không. Hả? Ờ đi với bạn Phú. Ôi An đạp lên mộ người ta. Ôi xin lỗi đi An.
đi. Chọc mấy bạn đó các bạn. Đây, bây giờ là 12 giờ trưa nha các bạn. Ê, chỗ kia mát kìa đó. Chỗ đó mát rượi luôn á, ở trong á. Vô trong ngồi đi. Đi. Đi vô trong trung tâm luôn, vô giữa luôn. Thôi đừng có giỡn. Vô đây đừng có giỡn. Ngồi chỗ nào? Ôi, ngồi ngay chỗ quan tài, ma kéo quan tài luôn á hả? Ok, vô ngồi luôn. Ngồi giữa luôn. Mình ngồi ở dưới hay là mình ngồi trên đây? Thôi trên đây đi. Dọn đi, dọn sạch sẽ chỗ đó đi. Ôi chỗ này là một mộ hai ông bà luôn. Đúng không? Xin hai ông bà đi. Xin hai ông bà cho mình ngồi nghỉ ngơi ở đây đi. Xin ông bà bảo vệ cho bọn mình. Đây là xung quanh nghĩa địa nha các bạn. Bữa nay có vẻ như tem mình đã dạng hơn rất là nhiều rồi nha mọi người. Hôm bữa là... Cái gì vậy? Trời ơi! Mày dám chôn chú luôn hả? Ôi! Bữa nay mấy bạn nhỏ này liều. Chứ mày dễ sao chú? Ôi có gió vậy á. Đừng giỡn mấy đứa. Chỗ này là chỗ gốc cây ổi mà ma quỷ kéo quan tài ở đây nè các bạn. Hôm bữa bọn mình làm cái clip mà triệu hồi ở đây nè, ngay ngã tư nè các bạn. Thì ở trên nóc nhà đó là người ta... Thôi, mình không dám kể nữa các bạn. Thôi bây giờ mình dọn dẹp sạch sẽ chưa? Quét đi. Lấy cái gì quét đi mấy đứa? Hả? Lấy cái gì quét đi? Nè, con lấy cái bao nè, con quét đi. Con quét cho sạch đi để mình ngồi lên đó. Quét cho sạch cho ông bà luôn đi. Để cho ông bà quét cho dọn cho ông bà ở trên đó kìa. Phụ đi mấy đứa, phụ đi, dọn mình. Không, mình dọn sạch cho người ta mà đâu có gì đâu, mình dọn cho người ta sẽ bảo vệ cho mình. Lần đầu tiên mà mình thấy cái cây sứa này mà có trái luôn các bạn. Ui, cái trái của nó màu đen nè. Lần đầu tiên mà mình thấy cây này có trái luôn á. Kìa. Mà một lần vậy là hai trái. Ừ, ở trên đó nè. Mỗi một lần vậy là hai trái nè các bạn. Đây là ngôi mộ của hai ông bà. Hai ông bà chung luôn nha mọi người. Được xây cất chung. Và ở trước có một cái cây sứ mà tiếng nó mọc ra trái luôn nè mọi người. Cái này chắc là do tâm linh, chứ từ xưa giờ mình chưa bao giờ mà mình gặp cái cây sứ này mà nó ra trái á các bạn. Ra bông thì có. Hai ông bà hai cái trái. Ừ, hai ông bà hai trái luôn, tượng trưng cho hai ông bà. Rồi, ngồi mấy đứa ngồi đi. Ngồi đi để chú đặt máy quay. Các bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ nghỉ ngơi ở đây và sẽ chọn đây là nơi bọn mình ăn uống và sẽ ở lại đây. Ai sẽ là người sợ và rời đi trước thì các bạn hãy xem cái clip này nha. Bây giờ bọn mình sẽ nhấp tiếp. Đây là bánh bao nha mọi người. Cúng một cái bánh bao cho ông bà đi. Hai cái. À, đem lên để đàng hoàng lên cúng cho ông bà, giái ông bà, kêu ông bà bảo vệ cho bọn mình nha. Cơm lam các bạn ơi. À, chụp một tấm hình nào được được không? Ôi chụp tấm hình. Ôi cơm lam bánh bao nha các bạn. Ôi, ông bà ơi. Ừ. Bây giờ từ từ bình tĩnh. À, xé rau ra. Để trong đây nè. Chưa ăn luôn hả? Chưa ăn thì bữa nay mình ăn. Cơm lam này là ở trên miền núi mới có. Rồi bây giờ mình sẽ xé ra cho các mấy bạn ăn nha mọi người. Ôi. À,
ơi, liếm ơi. Là chú nó chấm chút. Ngon lành không? Nước chấm bơ. Để rồi. Khoan khoan, từ từ, nước chấm con kiếm cái gì. Ơ cái chai này con cắt làm hai đi. Có gì cắt cắt. Đắng. Yeah. Chấm hợp. Chấm này con đổ ra cái lá kia. Cái bọc kia. Ừ, cái bọc kìa, đổ rau ở đây. Đổ rau ở đây. Để Vũ Định bẻ ra cho các bạn ăn. Đúng rồi, người thông minh luôn con lối đi riêng. Mà những thằng thông minh là không sống lâu đâu. Mùi cơm lạc rồi. Chú nhanh đi con chưa tỉnh ăn. Bây giờ nghe, chú sẽ phân phát nha. Bạn An nè, để đây nè, đó. Bạn Út để đây nè, đó. Bạn Hoàng để đây nè, đó. Bạn Vũ để đây nè, đó. Ủa, cô mình sao còn có chút xíu vậy ta? An bự nhất nè. An bự nhất hả? Ôi, thầy, cho chú, chia sẻ cho bạn bè, đó. Ok chưa? Rồi. Vũ nè, đó. Còn đứa nào ít nữa? Con đủ rồi. Đủ rồi phải không? Lắm. Rồi, cái gì vậy? Chú mời các bạn không? Mời các bạn chưa? Mời các bạn ăn cơm làm cùng team nhí nha. Mời tất cả các bạn nha. Ngon. Ngon. Bên ngoài nó giòn, bên trong nó mềm. Ngon không? Hả? Ăn gà đi. Ừ. Ăn gà đi. Ngon. Ngon bánh bao nè. Ngon. Gà này mới đúng gà chất lượng đúng không? Bữa mua gà vô đây ăn cái gà mà kia khô cứng ngắc đúng không? Ừ. Với nó nhỏ xíu nữa. Ờ. Mềm mắt. Sao còn dính cơm à? Không xả gác nha, bỏ gọn vô đây nha. Bánh bao mới ngon nè, bánh bao ngon. Cơm ngon ha. Cơm làm ngon các bạn. Ừ, bánh bao. Ngon. Lúc ăn là không thấy cái nào sợ gì hết ha. À, có vẻ như sợ gì, cứ nhìn gì hoài ta. Đừng có nhìn xung quanh. Giờ mình ăn, mình tập trung mình ăn đã. Nhìn xung quanh là thấy á. Ừ. À, no rồi các bạn ơi, mình no rồi. Ăn nó ăn sao mặt nó buồn cái vậy? Rén hả? Đây cận cảnh gà cho mọi người xem nha. Wow, quá đã luôn các bạn ơi. Bánh bao một con hả? Quá ngon luôn các bạn. Còn cái bánh bao kìa. Hết rồi. Hết à? Ăn gà đi. Chết. Cái đường ăn rồi mà bớt luôn. Ừ. Ăn biết ăn sao câu hả? Ngon lắm á. Cầm cạp luôn đi, cầm cạp luôn. Nguyên bao câu gà luôn. Bây giờ sẽ đến chương trình ai là người mạnh dạn nhất ở trong team. Để biết được ai là người mạnh dạn nhất trong team thì bây giờ team bọn mình sẽ từng người sẽ kể ra một câu chuyện về tâm linh, về ma có thật của các bạn từng biết hoặc là các bạn nghe ba mẹ các bạn kể lại. Để thử xem kể rồi ai sẽ là... Ủa, nhà mới giết con kiến hả? Ai sẽ là người mà sợ và rời đi sớm nhất nha các bạn ơi. Ok, bây giờ ai sẽ là người kể đầu tiên? Ai có chuyện gì thật nhất thì kể đầu tiên đi. Ai? 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 Đó chính là... Đủ đi. Kể đi. Trời ơi, sao chú? Có gì? Cho Vũ kể. Lần trước con đi học cả 8 giờ về, rồi xong con vô trường. Kể lớn lớn lên. Con chơi với anh Kha tới 9, gần 10 giờ. Rồi con về khúc nhà con á. Con đang chạy xe đạp, ai đẩy con đang vô của chú luôn.
đẩy văng vô chuối luôn. Ừ, tới chuối luôn á. Đẩy con vậy nè, mưa chà lọn. À, tông vô bờ chuối luôn. Rồi sao? Rồi xong con giục xe đạp đó con chạy nhà. Rồi lát tới lát con kia vào lại con mới đèn con nhảy xe đạp vô. Mà con cảm giác lúc đó nó đẩy là đẩy như thế nào? Đẩy mạnh á, con chạy vậy đó. Như người đẩy luôn á hả? Ừ, con quẹo, nó đẩy con người con tông vô bờ chuối luôn. Ghê vậy. Có thấy được cái gì không? Không. Nhưng mà nhưng mà con có cảm giác ai đẩy luôn á. Mà à, tối thui luôn không có ai hết. Rồi. À, thì các bạn à, nghe và các bạn nhận xét là à, câu chuyện của ai là à, ghê rợn nhất nha các bạn. Rồi tiếp theo Út. Đó là một ngày đẹp trời, có 5 người đàn ông đi quay phim vô, vô một cái nghĩa địa ngồi ăn gà. Tào lao. Mày đừng có cười. Kể chuyện thật nè. Chú đang kêu kể chuyện thật. Con đâu có biết chuyện gì đâu. Chuyện thật á, con gặp từ đó giờ con gặp chuyện gì ma, con gặp bà bao giờ chưa? Rồi. Thì kể đi. Cái chuyện ghê hơn nữa chú. Thì kể đi. Nhưng mà nghe ba con kể. Rồi kể đi. Đó là ông nội con với ông Lục Tả. Ừ. Cái lò thiêu chỗ chùa Trầm Ca. Lúc đó là người mới làm nhà xong. Nhưng mà người ta kêu ông nội con với Lục Tạ đó vô để tụng kinh á, rồi đem ra đồ ăn cháo, rồi ăn xong rồi tụng kinh cái bài gì đuổi ma, rồi mấy con ma nó chạy mất, rồi cái chùa đó, cái nhà đó biến thành cái lò thiêu, rồi cái chén cháo đó biến thành cá, rồi mới chạy về chùa luôn. Có thật luôn hả? Lâu lắm rồi chú. Ghê vậy. Rồi tới quen. Thì con kể chuyện bà ngoại con gặp ma la nha. Rồi ok kể đi. Hồi xưa bà con nói đi vệ sinh á, một cái thấy con tối mà mưa á, thấy con ma la nó bài đi, nó ăn mấy cái chỗ gì vệ sinh người ta á. Xong bà ngoại con đi đau bụng nó bay vô, xong bà ngoại con lấy cái gì đập nó. Ghê vậy, bà ngoại con dám đập ma lai luôn. Nghe kể. Nghe kể thôi. Câu chuyện của các bạn ấy nghe chết quá các bạn. Không có gọi là hấp dẫn, mặc dù là những câu chuyện có thật nhưng mà nó không hấp dẫn các bạn. Rồi ok, bây giờ tới Vũ Định sẽ kể cho các bạn nghe nha. Dù sợ chứ. Sợ gì đâu sợ, nãy giờ các bạn kể con có sợ không? Sao chú kể con lại sợ? Chú người lớn. Chú người lớn à? Người lớn có nghĩa là thật đúng không? Thì đây là câu chuyện có thật nha các bạn. Là có một người đi ăn đám ở nhà bà con. Thì bữa đó là giấc sáng, là ông đó đi về. Là ông chạy xe giấc sáng là khoảng chừng 4 giờ sáng. Ông chạy các bạn, là trên cái đoạn đường chạy ở đó, là tự nhiên ở phía trước ông thấy có một con mèo. Mèo nằm ở giữa lộ luôn. Mà ông kiểu như kiên kỵ á các bạn. Thấy con mèo nằm giữa lộ lúc 4 giờ sáng. Xong rồi ông dừng lại. Ông dừng lại cái ông kiểu như có tâm linh đó, biết không, có điềm á, ông sợ. Ông nói sao con mèo tự nhiên nó nằm giữa lộ. Cái bắt đầu ông mới đứng đó ông suy nghĩ. Xong rồi không biết sao mà ông quẹo lại. Ông quẹo lại, ông không có dám mà đi nữa. Xong rồi ông nhìn vô cái kiến. Cái kiến chiếu hậu á. Ông thấy ở phía sau nguyên một người phụ nữ. Bỏ tay ra. Nguyên một người phụ nữ đang bồng đứa con nhỏ. Đây là câu chuyện có thật nha. Nguyên một người phụ nữ đang bồng đứa con nhỏ. Ông nhìn đôi kiến á, sao ông thấy á. Xong rồi ông về. Ông về lại cái người nhà bà con đó. Xong rồi ông nói. Ông nói, ông kể. Rồi ông nói là xin ở lại, ngày mai sáng mới về. Xong rồi ngày mai sáng ông về. Ông chạy tới cái chỗ đó. Ông chạy tới cái chỗ đó nha, ông không thấy gì hết. Cái ông cố gắng, ông giọt ra thật là nhanh. Ông chạy qua, ông qua qua khúc đó. Mà bữa đó buổi sáng rồi nha. Qua khúc đó. Chỗ đó có nhà dân chú? Không, đường vắng, đường quê mà. Xong rồi ông chạy qua thật là nhanh. Tự nhiên con mèo từ trong lỗ phóng ra. Mèo. Đụng con cán mèo, ông té. Té xong gì ông bệnh luôn. Biết là cái gì không? Kiểu như là kinh nguyên.
Mèo. Về cái gì? Có gì đâu mà về. Về là con thua cuộc á, bây giờ về đúng không? Về thì con về một mình con. Cho con về một mình con đi về đi. Thôi bây giờ kem mình đi khám phá cho ngang đây mình đi. Đây đi, cho ngang đây mình đi. Trời lại mình. Nói giỡn với tôi, ngồi chơi đi. Đấy, có người kia chút. Cái gì? Có người chạy xe đạp vô. Ai? Ủa, sao bằng đồ trắng tươi vậy? Ấy, sao bằng đồ trắng tươi vậy? Hả? Cái gì? Cái gì? Mấy thằng? Đâu? Nhỏ à? Đâu? Mấy kìa, con người vô kìa. Bà nguyên đồ màu trắng luôn các bạn ơi. Bà nguyên bộ đồ màu trắng luôn. Chạy lạng lạng đó hả? Ghê vậy? Ghê lắm nha các bạn. Ở đâu vậy? Phải người không? Kìa. Nó. Đâu? Thấy đi chạy, thấy quẹo vô rồi kìa. Cái gì? Mất tiêu rồi. Ông đó mất tiêu rồi. Ôi, có ai nhìn đó kìa. Ô, người ta đi. Ai vậy? Đi Đà Nẵng rồi. Đi Đà Nẵng hỏi thăm rồi. Đi. Ô, nãy thấy bật đồ màu trắng mà. Người mới, người khác, người cắt cỏ. Ủa, sao lại thấy bật đồ màu trắng mà? Đi Đà Nẵng hỏi thăm chú rồi. Đấy, mới về đi. Khỏi, để đi con. Để đồ ở đó đi. Sao bữa nay trong đây lại có nhiều người quá vậy ta? Còn mình qua bển tìm hiểu nha các bạn. Nãy thấy nguyên một người bộ đồ màu trắng, tự nhiên giờ này ông này bằng đồ màu xanh đi ra. Hỏi ông đi. Hỏi ông có thường cắt cỏ trong đây không? Hỏi tiếng Khmer luôn hả? Ông cắt cỏ trong đây á không? Ông cắt cỏ trong đây có bao giờ mà ông gặp ma chưa không? Có hả? Thôi. Cái gì vậy? Có gì đâu. Vậy là cái ông này sao bật đồ màu trắng tươi vậy ta? Ừ, tự nhiên xong rồi tự nhiên ông này ở trong đường đó ra luôn. Ghê vậy. Vừa nãy thấy xe đạp đẹp, xe đạp nhỏ rồi. Thấy cái bánh xe dấu vết ở dưới, thấy xe bự. Thôi đi. Đi về chỗ căn cứ của bọn mình đi để cho ông bà bảo vệ. Vậy là người ai mà vô nghĩa địa mà bận nguyên một bộ đồ trắng tươi các bạn. Cái gì? Hả? Thôi đi. Bận nguyên một đồ bộ đồ trắng tươi màu trắng và đi xe đạp quẹo vô các bạn. Mà quẹo vô rồi tự nhiên có một ông cắt cỏ đi ra. Cái gì vậy? Cái gì? Khùng hả? Có nghe gì đâu? Vũ có nghe gì không? Mình đang nghe rồi hả? Đâu ai nghe gì đâu? Ừ, sao mỗi lần đi qua đây là gió ta? Chỗ quan tài của bọn mình nè. Chỗ bọn mình phát hiện quan tài. Ma kéo quan tài. Chú. Cái gì? An nghe một mình nó luôn á. An nghe hả? Con thấy con cách trôi xuống luôn á. Chỗ này có ai nghe không? Tự nhiên sao ta đi? Ra ngoài đi, chắc không nghe gì rồi. Từ đây gió quá trời vậy ta. Tự nhiên tới đây là gió hả ta? Ngang này nhát ơi, nhát thì mai mốt đừng có đi theo ơi. Đi vô đây ngồi chơi thôi chứ có cái gì đâu mà sợ. Ừ.
Mấy bạn này có sợ gì đâu, Hoàng mỗi lần nó sợ nhất, nó thề nó không bao giờ vào đây nữa nè. Bữa là Hoàng ở trong đây là người mất tích nè các bạn, bỏ chạy các thứ nè, mất tiêu luôn. Bữa mà bọn mình làm clip 4 người mà cầu cơ ở đây nè các bạn, chạy trời ơi chạy khủng khiếp luôn. Ai ném luôn á. Ừ, cắm đầu chạy luôn. Ném trên cái tường đó rồi. Nào, ai cũng chạy qua đây có mình. Vô chạy trước. Vô chạy trước. Hoàng là nhanh nhất. Hoàng là chạy nhanh nhất. Đâu mất luôn. Rồi cái ông cắt cỏ mất tiêu đâu rồi? Về trong chưa. Mà ngộ ha. Biết sao gì con chạy nhanh không chú? Con xài Tatsuya. Tatsuya là sao? Tatsuya là kỹ năng chạy nhanh. An mà khóc nữa bây giờ bọn mình bỏ mặt An đi. Bỏ mặt An đi đi. Nghỉ khóc chưa? Rồi thôi bây giờ ngồi đi. Ngồi chơi tiếp đi. Cứ bình tĩnh đi, không có gì đâu. Ngồi chơi đi, ngồi tới chiều mình về. An là nhát nhất trong tem các bạn, nhưng mà về một mình thì không dám về. Còn bây giờ là An muốn về thì An về một mình thôi, không có gì hết. Hả? Quá đơn giản mà. An về một mình trước đi. Kìa chị nhìn An kìa. Chị kế bên là hai ông nè. An. Nhìn gì dữ vậy Hoàng? Hoàng Út bị nhập. Cái gì vậy? Chú cũng bỏ. Gì vậy? Chạy bỏ ngang lên, chạy bỏ ngang, chạy bỏ ngang. 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 Ôi, tới đây thì ngang gió à. Ui, để đi, bữa nay tự nhiên có cái mộ ở đây này. Đúng không? Ui các bạn. Không thật, thật thật cái mộ đó. Khoan. Đúng không? Khoan, lúc trước bọn mình đi khám phá chỗ này đâu có cái mộ đó đâu đúng không? Chỗ có cái ổi nè. Đừng có bay vô. Tự nhiên này có ngôi mộ các bạn. Mà nhìn cũ chứ đâu phải mới đâu đúng không? Rồi bị che mắt rồi. Ủa sao kỳ vậy? Ui các bạn ơi. Khoan, mình sẽ cho các bạn xem lại clip cũ. Ê! Bình tĩnh. Từ từ, bình tĩnh em. Chạy với giúp rồi. Từ từ. Bình tĩnh, cái gì Út? Bình tĩnh. Hồi nãy, ai đập cái miếng tô nè. Biết rồi, đi. Cái tiếng kéo quan tài á. Đi. Chú ơi, bỏ giúp luôn hả? Chút qua hay lắm. Đi qua. Đó, các bạn thấy không? Không có ngôi mộ đúng không? Đi qua coi được rồi. Không lẽ hôm bữa mình bị che mắt hả ta? Đi qua coi. Qua coi được rồi. Giái chị đi. Cái gì vậy Hoàng? Hoàng bữa nay dạng nói gì ta? Ghê vậy. Ôi. Ôi cái gì vậy? Té mình bị gì vậy? Ôi Út đừng đùa chú nha, đừng giỡn nha. Kìa, ngang kìa, bắt ngang kìa, thằng An nó không sợ kìa. Ngang nó không sợ kìa. Ôi, sao mấy này bị gì vậy? Sao bữa nay nó bị gì vậy? Ê Quan, đừng giỡn rồi, đàng hoàng này rồi. Sao bữa nay mấy này dám chôn mình vô, ghê rồi. Khoan đi coi cái ngôi mộ này, đừng giỡn nữa. Đi coi ngôi mộ nè, sao hôm bữa mình không thấy là sao ta? Ê, có cái bình gì nữa nè. Coi bình gì vậy? Rồi, nhỏ dữ. Hả? Cái gì vậy? Coi cái bình gì vậy? Bắt khắc hả? Mà nhìn ngôi mộ này rất là lâu rồi, đâu phải là ngôi mộ mới đâu mà sao tiên bữa nay xuất hiện ở đây ta? Chú. Kỳ vậy? Con thấy luôn á. Đúng không? Chú
Hôm bữa mình quay đâu có đâu đúng không? 10 tập bông thấy luôn á. Ừ. Rồi dưới bay. Kỳ vậy? Wow. Bữa nay mấy này, bữa nay tè mình không đứa nào sợ luôn các bạn. Có mình ăn. Có mình ăn, không ăn giờ có hết sợ luôn rồi nè, dạng quá rồi nè. Nhắc quỷ. Ghê vô ơi, ghê vô ơi. Xung quá vậy ta? Ghê vô ơi. Đù. Tè mình khoan nè. Không biết là, không biết là có bị cái gì không nè các bạn. Lần đầu tiên mà mình thấy tè mình thì xung như vậy luôn. Ghê vậy. Ghê, nhảy ba luôn, đù. Ghê vậy. Rồi, ông bà đang nhìn đó nha. Giảm quay mông vào ông bà. Rồi. Bữa nay tem mình dạng quá các bạn ơi. Ghê thật, bữa nay dám chôn cả mình luôn. Để mình kiếm cách mình chôn với nó cho nó hết dạng luôn các bạn. Nghe. 1857 á. Gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, sao mấy cái này bữa nay nó bị gì trời? Khoan đi, bình tĩnh lại coi. Con tên gì? Tên là 2604. Tên gì? Tên là Út Mã Địa. Tên là gì? Út Mã Địa. Ui, Út Mã Địa. Gì ghê. Bữa nay bọn này sao vậy? Cái này bị gì vậy? Trời ơi các bạn ơi. Còn con tên là An Cá Chép Sâm Bùa. Con tên là ghê vậy? Bố Sư Gái. Rồi Vũ Sư Gái. Đây đây quen gì? Hoàng Cá Chép. Ui ghê vậy. Ủa đâu phải biệt danh của mấy đứa đâu, biệt danh là Út Tí Hon, An Khùng, Hoàng Cô Đơn mà là chú đặt cho mà. Ui cái này phải mấy đứa không vậy? Trời ơi, bữa nay bọn này nó dám chôn tụi luôn các bạn. Thôi ghê quá, không biết có bị gì thật không trời, là thật cái gì vậy? Trời ơi bữa nay dám chôn mình luôn. Tiên mời bạn Út. Ê, sẵn cho bố, sẵn cho bố. Rồi, điên. Mình trốn. Mày đây vô. Điên. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi, bị gì thật cái gì các bạn ơi. Ôi, mình chạy các bạn ơi. Bị gì thật cái gì á, tính chôn mấy bạn đó mà. Bữa nay mình bị chôn luôn các bạn. Bố định quê đó, cân bốn. Cái gì ghê vậy? Cái gì vậy? Cái gì ghê vậy? Cái gì vậy? Bị gì vậy? Ê khoan nè, đừng giỡn nữa, nghiêm ơi, nghiêm. Ê giỡn cái gì vậy, đàng hoàng nghiêm túc ơi, tập trung. Ủa các bạn ơi, không biết là giỡn hay là thật vậy, nghiêm coi. Để mình nhìn qua hắn rồi coi có thấy cái gì không. Cái gì vậy? Có bị gì không? Bình thường không? Bình thường không? Trong nè, trong đây đứa nào mà đùa giỡn là tối về bị thật á. Đứa nào mà giỡn là bị thật á. Bị thật á, chú không có đùa đâu. Tiền lên lương mà 7. Trời ơi trời, nó ảo game. Tiền nó cắt rồi. Làm sao bây giờ nè, thôi vô. Xin 20. Vô ngồi chỗ cũ ơi. Đây, quay về đây nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Ủa các bạn vậy làm sao? Ui rồi. Cái gì vậy? FIFA trong đây nữa. Nó cây đi. Trời ơi nó rủ ông bà bắn luôn mấy ông. Mấy bạn ơi. Mấy này bữa nay quá liều. Ui nó bắn ông bà luôn. Ê. Mày dám bắn ông bà mày xong mày rồi ông ơi. Trời ơi. Ôi cái gì vậy trời? Khoan cái gì vậy? Cái này bị gì thật sự các bạn ơi? Mình không. Ôi. Nhắm đồm, dệt. Bây giờ nè, bây giờ phải tem vô đi, bị lâu rồi, ngồi vô đàng hoàng cho chú.